Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến cuối ngày 14 tháng 4, đã xác định được 751 người liên quan đến bệnh nhân thứ 262 là công nhân làm việc tại công ty Samsung Việt Nam đóng tại Bắc Ninh. Trong đó có 180 trường hợp là F1, gồm 72 người đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành cách ly tại bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 4 trường hợp, cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh 93 trường hợp và chuyển cách ly tại các địa phương khác 83 trường hợp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 160 trường hợp F1 và F2. Cuối ngày 14 tháng 4 đã có kết quả 93 trường hợp đều âm tính, 50 F1 và 43 F2. Hiện nay, di chuyền sản xuất có bệnh nhân số 262 của công ty Samsung Việt Nam đã tạm dừng hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan tổ chức rà soát, lập danh sách những người đã đến chợ Hoa Mê Linh, thôn Hà Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, từ ngày 20 tháng 3 đến nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo việc khai báo y tế đối với tất cả người dân trên địa bàn, đặc biệt là những người có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo việc triển khai các biện pháp và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Y tế trước 16 giờ hàng ngày.